Xin chào quý vị và các bạn. Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng là nơi tập trung tất cả các sở ban ngành về làm việc. Vì vậy, tần suất các đơn vị sử dụng các phòng họp chung của tòa nhà là rất lớn. Điều này là lý do để công tác phòng ngừa rủi ro định kỳ phải được thực hiện thường xuyên để nâng cao hiệu suất sử dụng. Sau đây, tôi xin chia sẻ quy trình phòng ngừa rủi ro định kỳ cho phòng họp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công việc này thường được thực hiện vào những ngày cuối tuần khi không có cuộc họp nào diễn ra. Để tiện cho việc kiểm tra và nhân sự được bố trí thực hiện là tất cả các nhân viên phòng họp dưới sự phân công của trưởng bộ phận. Khi đã nhận được lịch phân công, tôi tiến hành công việc của mình. Đầu tiên là lấy phiếu phòng ngừa rủi ro để lưu lại sự cố phát hiện được. Sau đó, dựa vào danh mục các trang thiết bị nội thất trong phiếu tiến hành kiểm tra. Đối với cửa ra vào, tôi kiểm tra cửa ra vào có tình trạng bị xà, ven hay không, tay cầm có đóng mở nhẹ nhàng hay không, và kiểm tra chốt cửa trên, chốt cửa dưới. Đối với rèm cửa, tôi tiến hành thử để biết tình trạng hoạt động của nó. Đối với đồng hồ treo tường, tôi kiểm chứng với đồng hồ của mình, xác minh độ chính xác. Đối với bàn ghế, tiến hành kiểm tra kỹ để phát hiện những chiếc ghế, bàn có tình trạng xuống cấp. Rà soát trên tường, dưới sàn để tìm những vết bẩn lớn, ố màu. Kiểm tra để phát hiện có bóng đèn nào cháy hay sáng chập chờn. Vậy, về cơ bản là tôi đã chia sẻ xong công tác phòng ngừa rủi ro định kỳ cho hệ thống phòng hộ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.